trong thời gian yêu nhau nó mới lạ. Thì cái kiểu này mới gọi là chứng minh. Cứ nói như nè, em hôm nay đi đâu chơi? Ờ sao cũng được anh. Bây giờ đi đó nha, đi đó nha, đi đi nha. Em thì không ưng ý thôi em chịu. Thế nào giờ muốn đi đâu chơi? Sao cũng được anh, ông tức quá chở thẳng vô khách sạn luôn cho bỏ ghét. Là ổng chở thẳng khách sạn luôn. Dạ. Vô không kịp chở tay luôn. Vô tới khách sạn ổng rồi. Em ơi giờ làm gì em? Dạ sao cũng được chứ anh. Rồi cái gì tới nó cũng phải tới phải không? Dạ đúng rồi, cái gì tới nó cũng tới. Thường thì ông này không có tấn công mình, không có gì hết, ngay cả việc mà hôn nhau mình cũng mình là người chủ động hôn ổng, mà bây giờ đi đâu chồng ông chủ động với mình thấy trời ông này ông cũng táo bạo chứ phải ông hiền như vậy bề ngoài của ông hiền đâu. Xong rồi khoảng tháng sau thì có tin vui luôn. Như vậy là khẳng định luôn, không mà bấm đúng không? Dạ. Giống nhau à. Hai đứa giới thiệu về mình đi nào. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả các quý vị khán giả. Em tên là Đỗ Đức Hiệp, năm nay em 28 tuổi và em đang làm tài xế Grab. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, năm nay em 28 tuổi rồi. Em thì ở nhà đang chăm bé rồi. Hai ngày nè, hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ, quen nhau khoảng 1 năm. Như vậy là chắc chắn là, tôi đoán nha, chắc chắn là đi xe Grab gặp ông tài xế, đẹp trai quá, cua ông luôn nè, đúng không? Dạ không ạ. Ủa giờ hai người quen nhau, sao kể cho nghe coi nào. Em quen chồng em vào lúc đó là em làm công ty chung với ảnh, làm cho cô ảnh. Ảnh thì ở Bắc mới vào. Thì lần đầu tiên em gặp ảnh thì không nghĩ anh là đàn ông đâu. Ôi, lúc đó mẹo lạ lắm hả? Y chang như bóng mà theo kiểu như là từ trong ra ngoài luôn. Tóc thì xịt keo bóng mượt lên luôn. Quần jean, áo thun rồi kèm theo áo khoác sơ mi này. Thêm cái đồ màu khẩu trang bịt ở đây kiểu bịt lại rồi mang giày này nọ nữa. Xem tả anh Quốc Thuận hồi đó vậy? Thật sự quá đen. Làm gì? Mà không có đen giống giờ đâu. Đỏ trắng kiểu như là đúng chất là trai Bắc luôn. Đó mình không có nghĩ là yêu ổng đâu. Nhưng mà cái cử chỉ, cách nói chuyện ảnh sao? Ảnh cũng lầm lầm lì lì ít nói nữa. Theo kiểu cũng thấy kiểu như thấy gái mà cũng không có thèm để ý tới nữa. Rồi càng nghi ngờ nữa đúng không? Rồi nhìn ổng thêm cái đặc biệt đó là cặp chân mày của ổng. Mình nói cái đàn ông nhưng mà cặp chân mày gì mà gọn mà đẹp đến vậy. Đến ông mình con gái mà còn không bằng. Đây đúng, em đúng, nói mới để ý nè. Thấy cặp chân mày này quá đẹp nè. Có tỉa không? Dạ không. Rồi còn em thì sao? Ấn tượng đầu tiên của em khi mà em gặp cô ấy? Thì lần đầu gặp em thấy vợ em là em ấn tượng cái thứ nhất là cao. Và có cái làn da thì cũng khá là đen. Trước khi em vào trong đây làm á, thì cô em có gọi điện cho em thì bảo là bây giờ cứ vào đây làm đi với cô đi thì không lo buồn đâu, tại vì trong này có cái bé Kim Anh làm bạn với mày rồi. Đấy thì em cũng nghĩ là nếu mà bé thì mình cũng nghĩ trong đầu là dễ thương lắm, nhỏ nhắn xinh xắn lắm. Nhưng mà lần đầu gặp cái là nhìn hết hồn luôn, cao lớn. Cao quá. Rồi hai đứa sau đó là tình yêu các em tiến triển như thế nào? Tình yêu của em thì cứ, tại vì hồi đầu thì em cũng không có để ý lắm, nhưng mà cứ hai đứa làm chung một thời gian thì bắt đầu là nảy sinh tình cảm với nhau thôi. Thời điểm đó là em có người yêu rồi, em đâu có đâu ý ông này đâu. Tại vì tính chất công việc á, là hai vợ chồng làm chung mà ảnh ở phía cấp dưới của mình. Thì ảnh cứ làm theo kiểu là cứ sai, hoặc là ảnh quên, ảnh không làm, mình cứ nhắc. Mà ảnh làm này nọ không được, cái cô ảnh mắng mình. Mà mình tức quá mình mắng lại ảnh. Mà hỏi mắng sao nó được rồi anh biết rồi. Hỏi sau này hỏi anh, em mắng anh hiểu không? Trời anh, em mắng anh còn không hiểu nói gì. Mình cho em vui thôi. Là sau này mới nói đúng không? Dạ. Cái thời gian đó chắc có lẽ là em ghét cũng lắm không? Ghét kinh khủng luôn. Rồi hai đứa có thường đi chơi với nhau không? Dạ có. Trời ơi, trong thời gian đó mắc cười. Cô anh nói là Kim Anh ơi, Hiệp á, nó từ ngoài Bắc nó vào mình nó buồn lắm. Thôi em dắt đi ăn, đi uống, đi chơi gì đi. Thì mình thấy thôi cũng tội ổng, mình kệ mà nó. Bữa rảnh hôm đi uống cà phê, xem phim này nọ nha. Ừ, đi đã đời xong xuôi nó lúc tính tiền, mình người tính tiền. Mình trả tiền luôn, mấy chầu luôn, còn ổng không trả một lần nào luôn. Anh để cho em trả tiền luôn vậy hả? Để em trả tiền vậy mà luôn. Mà anh hỏi ngay cái lúc đó em vẫn còn nghi ngờ gì giới tính đúng không? Vẫn còn anh. Tại vì nếu mà đàn ông thì dĩ nhiên phải trả tiền cho mình, có ai đâu mà ăn xong thản nhiên người ta đưa em càng nghi ngờ nữa đúng không? Dạ càng nữa. Anh hỏi nè, sao lại để người đẹp trả tiền vậy Hiệp? Cái hồi đó thì em suy nghĩ của em nó đơn giản thôi, thì em cứ nghĩ là ai mời thì người đó trả tiền. Sau này mình em tức quá em mới nói thẳng, ủa ông làm gì kỳ, ông đi chơi tôi bắt tôi trả tiền hoài vậy? Ông đàn ông cha ông trả bắt tôi trả hoài. Rồi có nói gì không, trả lời sao? Sao trả lời? Đứa nào mời đó nó trả tiền. Trời ơi.
chung quá, thật thà. Thật thà lắm. Rồi bao lâu em mới cảm giác là em có tình cảm với bạn này? Lúc đó là em chia tay người yêu rồi. Thì anh này anh cũng gọi là mình biết có tình cảm rồi mà mình không có chịu. Thì anh ở đây anh cứ đeo mình em mắng em chửi anh hoài à. Em đuổi anh ấy, ông đi về Bắc đi, ông ở đây làm gì tôi hoài đó, tôi không chịu, ông cứ đeo tôi hoài vậy. Ông cũng không trả lời, cứ đeo mình xuống vậy. Xong cái lần đó mình mắng mình chửi ông dữ quá hay sao á, ông nói giờ ông gặp mình ra một lần nữa, ông nói là bây giờ anh sắp về Bắc rồi đó, giờ nói chuyện với em rõ ràng vậy đó, giờ tính sao. Thì khi mà nghe ảnh sắp về Bắc á thì lúc đó mình chịu không nổi đi, thì mình mới đồng ý quen ổng. Tự nhiên trùng người xuống đó. Dạ. Lúc và... đó em còn cảm giác ảnh bóng nữa không? Hết rồi chị. Hết rồi. Nhưng mà nó phải có một cái gì đó để minh, để em khẳng định được là ảnh không có như vậy. Trời, trong thời gian yêu nhau nó mới lạ. Thì cái kiểu này mới gọi là chứng minh. Cứ nói em vậy nè, em anh này đi đâu chơi? Ờ sao cũng được anh. Bây giờ đi đó nha, đi đi nha. Em thì không ưng ý nó thôi, không chịu. Thế nào giờ muốn đi đâu chơi? Sao cũng được anh, ông tức quá chở thẳng vô khách sạn luôn cho bỏ ghét. Là ổng chở thẳng khách sạn luôn? Dạ. Không kịp chở tay luôn. Vô tới khách sạn rồi ổng à, em ơi giờ làm gì em? Dạ sao cũng được chứ anh. Rồi cái gì tới nó cũng phải tới phải không? Dạ đúng rồi, cái gì tới nó cũng tới. Thường thì ông này không có tấn công mình, không có gì hết, ngay cả việc mà hôn nhau mình cũng biết mình là người chủ động hôn ổng, mà bây giờ đi đâu chọn ổng chủ động với mình. Mình thấy trời, ông này ổng cũng táo bạo chứ phải ổng hiền như vẻ bề ngoài của ổng hiền đâu. Xong rồi khoảng tháng sau thì có tin vui luôn. Như vậy là khẳng định luôn ổng không bao bóng đúng không? Rồi em làm dâu người Bắc thì là em sao? Em lúc đầu cũng chuẩn bị tâm lý về vấn đề làm dâu người Bắc. Người ta nói là khó lắm, trên phim được kinh khủng khiếp, giống như sống chung với mẹ chồng, sợ lắm. Xong về làm thì mẹ em dễ vô cùng, gia đình dễ vô cùng. Nhưng mà chỉ có những cái là vụ văn hóa, giờ ném văn hóa, giọng nói vùng miền, thật sự cái khó chỗ đó thôi. Thời điểm em ra ngoài đó, em nói chuyện cả họ không ai hiểu em nói cái gì. Mà chồng em giống như là thông dịch viên vậy đó. Cái lần đó là mẹ chồng mới kêu là con ơi, con vào nhà sau á, con lấy giúp cho mẹ là cái muôi đi. Em bước sau bếp, xong rồi suy nghĩ là vận động tất cả trí tưởng tượng của mình để coi suy luận ra là cái muôi là cái gì. Mình đứng suy nghĩ hoài vậy nè. Xong chồng mới, ổng nhớ ra là có dặn là em không biết gì nhớ ra chỉ em nha. Rồi ổng lần đầu dậy sau bếp nói nè, cái muôi là cái này nè. Thì em biết cái muôi là cái vá để căng. Sau lá hồi á, thì người nhà mới kêu là ờ con ơi, con ra lấy cái chén uống rượu đi con. Thì mới nói à, tới cái chén. Em nghĩ là quá dễ rồi, đi ra làm sao mà mình vừa cười mình vừa nói, suy nghĩ em đầu ô ngoài đây uống rượu gì mà kỳ vậy? Cái chén uống vậy mà mau say muốn chết luôn. Xong ông chồng ấy ông biết rồi, ông chạy ra thấy em gặp cái chén chuẩn bị đi ra, ông nói ủa em định lấy cái này thiệt hả? Nó ờ uống rượu mà em ơi, cái chén chung nè mới uống rượu. Rồi giờ là ở với nhau một năm rồi, có em bé là bé trai hay bé gái? Dạ bé trai. Bé trai. Dạ. Cô ấy có tật xấu gì không em? Tật xấu của vợ em thì cái thứ nhất là vợ em hay càm ràm, nói nhiều lắm. Nhiều lúc mà em còn không biết là vợ của em có đang hiểu những gì cô ấy nói không nữa. Nói dữ lắm hả? Dữ lắm, nói cả ngày luôn cũng được. Rất hay khó chịu với những thứ mà không vừa ý. Ví dụ như bây giờ bọn em ở trọ mà ở kiểu tập thể đấy, ở phòng nó có một dãy phòng mà nhiều phòng khác á. Cái phòng trên hay phòng bên cạnh nó làm cái gì mà hơi ồn một tí là cũng thấy đau đầu, cũng thấy khó chịu. Xong bắt đầu ngồi càm ràm. Và vấn đề bây giờ là cứ nói ở trong nhà thôi thì cái thằng kia nó có nghe đâu. Toàn em nghe không à? Ừ. Rồi còn thằng xấu gì nữa? Còn cái thì rất hay cãi ngang. Hai vợ chồng mà tranh luận cái gì á, mà đến lúc mà bạn ấy mà đuối lý rồi không còn gì để nói là bắt đầu cãi ngang. Em quay xe em hỏi bây giờ em đi ngang hay em đi dọc? Bây giờ em đi ngang đây rồi em làm sao ấy? Ờ đó, giờ em đi ngang vậy anh tính sao? Vậy em tưởng con cua hay là em tưởng gì? Em tưởng cua đó, giờ anh làm gì em? Rồi còn gì nữa nè? Ờ vợ em thì hết rồi. Tới em phản công rồi đó. Dạ. Tật xấu của anh là gì? Ổng là có cái tật đó là ngủ là kéo máy cưa. Ngáy. Trời ơi kinh khủng luôn, em không có quen. Lúc mới cưới về là ông ngái dữ lắm. Đầu tiên là đẩy cái mặt ra xa vậy nè. Không biết sao đến sáng là cái miệng của ông nghe lỗ tai của mình không ngủ được. Cái đó không bao giờ mà có lẽ có thể khỏi được hết. Chỉ giờ không... phải sống chung với lũ thôi. Kể tiếp nữa. À. Chồng em là trời ơi, ở dơ kinh khủng luôn. Đó, thí dụ coi. Đợt đó là chồng kêu em về nhà ngoại một tuần lễ đi. Để anh ở đây anh đi kiếm tiền. Mình nói ok. Một tuần mình đâu mình lẻn về thử coi sao. Trời ơi đi ngang cái quần, mình vô tình đụng cái quần ổng bận cái trời ơi bụi bay phớt phớt vậy nè. Mình hỏi ủa anh vẫn quần nhiêu lâu rồi?
Em bận quần cả tuần rồi đó. Ở chợ xong đi giặt. Có ai đâu giặt, em dọn đi. Xong tới cái mang anh đang đồ vớ vậy. Mang riết mà bị nắm cái chân luôn. Ở có ai nào lười tắm không? Có chứ, ảnh lười tắm, lười cắt tóc, lười cạo râu luôn. Trời đất ơi. Em hỏi anh gì nè. Ủa anh, sao anh không tắm đi rồi cạo râu cắt tóc cho sạch sẽ cho nó đẹp. Ơi, vợ ơi, tao có vợ rồi tao cắt tóc cạo râu chi, mất công cái gái nó theo. Mất công tao phải từ chối tụi nó. Trời ơi. Nói em vậy. Rồi bây giờ nhân đây thì mong muốn anh thay đổi điều gì? Mong muốn của em á là ảnh thì xuyên cắt tóc cạo râu này nọ vô cho nhìn lên, chứ anh đâu có đến nỗi mà già đâu mà cứ để râu. Là ảnh luôn luôn tân trang bề ngoài đúng không? Dạ, chứ xuyên tắm tí. Cái thứ hai là em nghĩ là ảnh nên bước vô tư một tí. Đôi khi là biết là ảnh thương gia đình nhưng mà ảnh không có một tiếng gọi là hỏi thăm tới gia đình nhiều. Để trong bụng thôi đúng không? Em để trong bụng thôi, em ngại nói. Nói thì sợ đầu môi chót lưỡi. Thường có một số người tâm lý họ như vậy đó. Nhưng mà vấn đề ở đây á, chị nói em nghe. Có những cái á, mà sau này á, khi mà mình không có cơ hội để mình làm điều đó nữa thì mình mới thấy tiếc. Nhất là đối với bố mẹ, mấy người con trai á, gọi là gần như 10 người thì hết 9 người họ không thể nói ra được một cái chữ là mẹ ơi con thương mẹ quá, con nhớ mẹ quá này. Không nói được, mặc dù trong bụng thì rất là nhớ, rất là thương. Đừng bao giờ em tự kỷ với bản thân là mình nói ra những cái điều này là nó không có đúng với con người của mình. Không phải vậy, vợ mình cũng vậy. Đàn bà mà yêu bằng lỗ tai. Em mất gì khi mà em nói trời ơi vợ ơi em thương vợ quá à. Hôm nay vợ dễ thương, vợ đẹp quá à. Nói hung miếng coi nè. Ủa, đó. Đơn giản quá mà. Đâu có cái gì đâu, mình nói với vợ mình, với cha, với mẹ mình mà. Em phải thay đổi ngay cái đó. Và phải tranh thủ thời gian. Và thậm chí là mỗi ngày chúng ta nên nói như là yêu thương với những người mà mình quan tâm. Rồi bây giờ Hiệp nè, Hiệp mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Vợ em thì em chỉ mong muốn vợ em thay đổi một cái là bớt càm ràm lại. Bớt càm ràm thì giờ mình chịu đi tắm nè, mình chịu bớt bừa bộn nè, cạo râu, mình cắt bớt tóc chơi game nè, mình cạo râu cắt tóc là không càm ràm. Những cái mà nói mình thì còn được, nhưng mà nói người khác mà để cho mình nghe cái đó. Thôi cái đó thôi kệ, mai mốt anh nói thẳng luôn. Điện thoại thẳng anh hàng xóm ơi, làm ơn đi bớt ồn ào đi đó, vậy đi. Rồi chúc cho hai bạn mãi mãi hạnh phúc và vui tươi như thế này. Xin chào em. Cái Xuân rồi đó, đó. Đi mùa Xuân rồi đó, ngồi đi bé. Nàng Xuân và đó. Chàng Xuân luôn. Ngọc ngà châu báu đầy người đó. Năm nay là cái năm mà tiền vô hũ hũ. Chúc mừng năm mới hai vợ chồng em nha. Dạ. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Trước mắt thì em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Thì em tên là Nguyễn Quang Hiệu. Thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm công việc là nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia. Người mẫu ảnh của em đẹp quá. Đúng không? Yeah. Mẫu ảnh của em đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi giờ mời em. Dạ em chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Em tên là Triệu Bé Hảo. Hiện nay em đang làm chuyên viên makeup. Đầu tiên thì em xin chúc anh chị và tất cả khán giả trường quay ngày hôm nay có một năm mới thật nhiều sức khỏe và tài lộc ạ. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Ủa nhưng mà em năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 25 tuổi rồi. 25 còn em là? Dạ em năm nay 30 rồi. 30. Bây giờ nè, hai vợ chồng kể chính xác đi. Hai vợ chồng quen nhau như thế nào? Đầu tiên là một người bạn của em dẫn vợ em tới studio em để makeup cho bạn của em luôn. Đó là lần gặp đầu tiên. Thì lúc đó em cũng chưa để ý, tại lúc đó bạn này á em mặc đồ gym này nọ men lắm, em tưởng là lép không à. Ồ vậy đó hả? Rất là đâu có để ý đâu. Còn em thì tiếp xúc quá nhiều người đẹp rồi, thì chuyện một người phụ nữ bình thường thì em thường thôi. Em thấy bình thường, không có vấn đề gì. Một thời gian sau thì lần ấn tượng nhất là bà này á, bà đột nhập studio của em, bà ăn đồ ăn trong tủ của em. Ủa, em về, tự nhiên vậy hả? Dạ đúng rồi, em về em la liền nó. Ủa sao em gái gì ăn uống gì kỳ cục, em lấy đồ ăn trong tủ của anh ăn. Đó thì em để lại ấn tượng xấu với em. Rồi trả lời sao? Lúc đó em hỏi thì cổ trả lời sao? Đúng, dạ, em trả lời sao? Đi nha. Trời ơi, em lần đầu tiên mà em đi làm á, mà em lần đầu tiên thấy một người gì đâu mà trễ, đã trễ giờ người ta bắt người ta đợi rồi. Em mở cửa em đi vô được cái cổng rồi, em gọi cho anh, em nói ủa anh đâu rồi, cái anh ấy mở bát đi vô đi em, đưa bát cho em luôn. Mà trong khi đó là lần đầu tiên qua nhà luôn. Sao em dễ quá vậy hả? Quá dễ dãi luôn. Mà cũng may em là người tốt, cho nên là em thoải mái thôi. Đúng rồi. Em đi vô tủ tự nhiên trong đó. Ông này cũng trễ quá,
tức quá rồi, đói bụng quá. Anh ơi, gọi hoài không nghe máy, xong rồi cái em tức quá em vô tủ lạnh em lục đoan luôn. Nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp ảnh thì em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ không, chơi xấu nữa anh. Xấu hơn giờ nhiều. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu có cảm tình và quen nhau? Em thì cũng không có hay là mình có cảm tình luôn á. Tại vì hồi đầu em không có một chút cảm giác nào hết. Với lại tư duy của em á là em không có thích quen người ở cùng nghề với mình. Tự nhiên một ngày đẹp trời em buồn chứ gọi có mối tình cũ, xong rồi kiểu tại em yêu xa mà em xa yêu xa tới mấy năm lận. Thôi em không chờ nổi, thôi em mới quyết định là em độc thân luôn. Cũng rủ ông này đi chơi, đi ăn, đi uống. Em giả bộ em thử anh thôi, hỏi anh thử á, đi chơi đi nhậu không? Còn anh cũng đi luôn. Anh dễ dãi lắm. Xong rồi đi chơi chung được thời gian thì thấy nói chuyện nhiều hơn, thấy anh hiền. Tại hồi trước em không có nghĩ anh vậy đâu. Lúc mình đi làm chung ghét nhau lắm. Vậy hả? Kiểu... Lý do gì mà em ghét anh này? Bùng xô mà... À bùng xô là sao? Anh múc xô em đi giữa đường rồi em đi tới, chị nghĩ đi từ quận 11 mà ra tới biển đến Hàng Xanh á là nó cả hô vấn đề. Mà em đi gần tới nhà anh rồi đó. Alo em quay về đi nha. Bể xô rồi. Bể xô rồi. Wow. Em đớ người, em chửi một hơi một. Xong rồi tái khách không phải tại anh đâu. Xong cái em quay về. Thật ra ghét thì ghét vậy thôi, chứ lần sau bút thì em nghĩ tới tiền rồi cũng đi làm nữa. Lại đi thôi đúng không? Dạ. Có kinh nghiệm hơn, lần sau nói anh chuyển khoản trước cho em. Dạ. 50% đi. Mẹ bùng xô em còn lớn hơn cả vậy. Vậy đó hả? Đâu em kể đi em, trời ơi. Sao là em đã đặt trước mấy tuần rồi. Cái tới bữa chụp là khách tới rồi, cái em gọi điện nhắn tin không thấy trả lời. Cái em thấy đang Facebook mình đang ở Campuchia luôn. Em đang đứng với khách rồi cho nó. Vậy đó. Lúc đó bữa nay mới cấp trời. Lúc đó là bể xô của em luôn, khách hủy luôn. Hai đứa cứ thường xuyên đi nhậu chung với nhau không? Dạ chắc cái lần mà vợ em lúc nãy kể là cái lần đầu tiên đó. Mà lúc nãy vợ em kể là chắc do vợ em bị xỉn rồi quên rồi. Chứ thật ra là em hồi trước đó em cũng không thích lắm, nhưng mà cái đợt đó là vợ em là lúc đó xỉn rồi cái ôm em hôn một cái ngày má cái em mới để ý. Lúc nào thì hai đứa chính thức là cảm thấy là yêu nhau mà không rời nhau được? Chắc là một tuần sau khi cái bữa đi nhậu. À là 7 ngày sau đó phải không? Là sau đó tình cảm của các em nó tiến triển như thế nào? Tiến triển như thế nào? Có dọn về ở chung nhà luôn không? Vậy chưa, mới sau 7 ngày mới đi khách sạn thôi chứ vậy. Tầm một tháng sau bắt đầu là hai đứa ở chung. Em chỉ định về nhà chơi thôi. Không mà em cũng qua tới lui qua chơi. Xong rồi cũng là nhà riêng cho nên em cũng không có ngại. Rồi cô này cũng hay giận hờn không? Dạ, nít mà đúng không? Dạ. Nếu mà giận hờn chắc vợ em chắc trên thế giới này chắc không ai qua số 2 đâu. Vậy thì cái khoảng thời gian mà sống thử với nhau á thì là có lần nào coi như là chia tay rồi chia chân gì không? Dạ chắc là nếu mà 365 lần thì chắc cũng gần số đó luôn rồi đó. Cô này mà là người giận số 2 thì không ai dám số 1. Vậy đó em. Đó. Bao nhiêu lâu thì em quyết định cầu hôn vợ em? Dạ là sau khi quen nhau 1 năm. Cầu hôn bất ngờ không em? Dạ bất ngờ. Thật sự là cái màn cầu hôn nó giống như là trong mơ của em luôn á. Ồ vậy đó hả? Dạ. Không hề biết một cái gì cả luôn. Dạ. Anh rủ em đi chụp mẫu, xong cái tới chiều đó cũng xếp bạn bè hết để nhờ người ta đến để lấy hình ảnh thôi. Ai ngờ đâu ảnh mua nhẫn kim biên kiểu gì mà cái hộp đẹp quá chị ơi. Vậy hả? Nó có cái đèn chiếu vô. Ôi em bị bần thần ấy, em chưa có tin về sự thật lắm. Rồi ảnh hành động sao? Ảnh quỳ một chân xuống nhẹ nhàng nói với em một câu: em có đồng ý làm chồng anh không? Rung quá hả bé? Rung quá hả? Mà tay ông lập cặp thì em mới hỏi sao anh rung quá vậy? Giả bộ thôi mà. Sau rồi anh kêu anh lộ em có đồng ý làm vợ anh không? Xong lúc đó ông hỏi em cười làm chồng anh thì ai sẽ làm vợ em? Em cười một hơi một tự nhiên cái đơ đơ được 5 giây xong em đồng ý. Xong rồi ảnh ôm em, ảnh quay vòng vòng chóng mặt một hồi thì em mới thốc. Thiếu cái đoạn quan trọng nhất. Sao còn chi tiết cái đoạn đó là mấy anh photo ảnh mới giơ tập cái tờ giấy nhận thiệt đó, giơ lên đây nhận thiệt nè. Lúc đó về này mới nói chắc đây là thật. Lúc đó tự nhiên em nghĩ đến những cái lúc mà em ăn hiếp ảnh, em nạt nộ xong rồi em khóc luôn. Rồi chia tay chia chân hoài. Dạ. Mất mệt á. Dạ. Dạ. À, bao lâu thì mới cưới? Tính từ cái lúc mà anh cầu hôn á. Chắc khoảng 1.5 năm em chống chọi lại Covid-19. Mà trong 1.5 năm đó cô ấy còn chia tay, còn giận hờn vu vơ nữa không? Dạ, tới giờ vẫn còn. Ủa vẫn còn luôn hả? Nhưng mà từ xưa giờ em với ảnh đâu có giận quá 2 tiếng đâu.
Bây giờ đến đoạn kia đi. Dạch mặt đi, dạch mặt đầu năm đi em. Đoạn kia đi. Dạ em trước đi ha. Em trước đi. Dạ rồi. Thấy ai cũng có vẻ là rất nôn nóng đến cái phần này. Rất là dễ. Trời ơi, đi hàng trăm khán giả, khán giả gì. Tôi thích coi. Trời ơi, chồng em là một người rất thức khuya. Anh làm hình mà anh buổi sáng thì không làm đâu, ngủ. Còn buổi tối thì làm hình tới sáng. Và cứ làm hình một xíu là lại chơi game. Thường thức tới mấy giờ? Dạ, chắc phải 3-4 giờ. Có khi hơn 4-5 giờ luôn. Nếu mà em ngồi chung với đó là cặp bài chung là tới 4-5 giờ luôn. Rồi dụ em ăn đêm. Trời ơi, ăn thức mà hồi cái đói đó xong rồi. Mì hả? Thôi mình vượt qua đi anh. Vừa mập vừa mụn, vừa nóng. Rồi đâu có chịu nổi đâu. Cái cuối cùng phải ăn, ăn xong tới 4-5 giờ sáng. Ngày mai cũng vậy. Bữa nay là đọc cho thần chú nha, là đi ngủ đi ngủ đi ngủ, cuối cùng thức tới 5 giờ sáng nữa. Nhưng mà là ảnh thức là em, là em thức theo luôn. Dạ. Cái tật của chứ em bây giờ đồng vợ đồng dạ. chồng chứ em. Sòn mới cưới mà. Nhau mà giờ tự nhiên nằm ên một mình ên trên cái chiếc giường đó thì ngủ làm sao mà được. Với lại hay để đồ vừa bộn. Vừa bộn. Để xong rồi hỏi 1001 thứ trên đời này, anh luôn hỏi em. Em ơi, vợ ơi, vợ ơi, ở đâu? Lúc nào cũng vậy. Mà em đang đi làm rồi bận bịu cũng điện hỏi đồ ở đâu luôn. Mà anh không có nhớ. Mình đã có cất đâu mà nhớ. Với lại anh rất là chậm. Em nhanh bao nhiêu là anh chậm bao nhiêu. Làm gì cũng chậm hết. Dạ. Có nóng tính, có ăn hiếp em không hay là có... Dạ anh cũng có nóng tính. Này chắc nghi kèo dưới đó, nào tính là bên này kèo trên. Nhưng mà chắc nóng tính cỡ nào chắc cũng em ngửa em. Dưới em, dưới em. Nói gì thôi, là khéo đó nha. Giờ tới em đó. Vợ em về cơ bản là bình thường đó, trong cuộc sống thì vợ em cầu toàn. Nói chung em cũng không có chê gì, nhưng mà về tính cách đó thì vợ em hơi nóng tính quá. Bị bộc phát trong trong người á, là ví dụ như ở ngoài đường khi mà có cái gì đó thì bộc phát ra với cái hét em, cái bạn bè cũng góp ý. Nhưng mà vợ em bị cái là bướng, dù ai nói ngã nói nghiêng thì vẫn không thay đổi. Miễn sao vợ em thấy đúng thì dù ai có nói điều đó sai, vợ em không công nhận điều đó đúng. Lại vợ em hay quên. Ủa, em cũng hay quên. Thì vợ em hay quên. Dạ, vợ chồng cá dè. Lúc nào nhớ cái nhẫn mà trước khi đi đâu. Nhẫn cái miếng. Điện thoại nhắn cho chị biết. Em để ở cái chỗ này hiểu không? Dạ. Rồi đưa mật mã cửa luôn đó. Mày nói nhắn luôn nghe. Đến qua. Em đưa mật mã cửa, vợ em biết bao nhiêu lần mà vợ em không nhớ. Tới nỗi em phải lắp khóa bằng tay, khóa bằng tay không bao giờ quên luôn. Khóa bằng tay là chắc cú. Với lại tiếp theo. Dạ, vợ em hay quên đến nỗi mà... Dạ, tại vì nhà em là vợ em sắp xếp thì em bừa bộn thì vợ em sắp xếp. Mẹ vợ em sắp xếp xong là em hỏi vợ em không nhớ luôn. Ê, cứ khi nào là do hai đứa đều thức đêm nhiều quá. Rồi ảnh hưởng đến cái sự mà quên quên nhớ nhớ. Trí não. Người ta nói thức khuya là hay bị quên lắm á. Ảnh hưởng đến cái bộ nhớ á. Đúng rồi đó. Thiệt mà. Dạ. Tại vì là... lịch của tụi em rất là kín, cho nên là em phải chạy đến đây thường xuyên cho khách. Ngày xưa thì em không có bị đòi hình. Em mới cúp xong em đi về nằm ngủ phải re. Còn bây giờ mọi trách nhiệm đổ lên đầu em. Tại vợ của ông chụp hình. Đúng rồi, vợ của ông chụp hình xong. Ê em ơi, hình chị đâu? Em ơi, chỉnh này cho chị nha. Ủa, em đâu có cúp mà chị. Xong rồi em có nghề với ảnh luôn. Em có nghề photo rồi nào em không hay luôn. Em biết chỉnh photo, em biết làm nha, em biết làm nè. Rồi sao nữa nè, tiếp theo. Rồi cái vợ em hay bị suy nghĩ hơi tiêu cực quá về mọi thứ, nói chung mọi thứ trên đời này mọi vợ em hay bị suy nghĩ quá lên đó đúng không? Dạ đúng rồi. Ví dụ như đơn thuần với người ta góp ý là sửa sửa cái này xíu xíu thì đối với mình thì mình dễ chấp nhận thôi, thì mình nghe, nếu mà đúng thì mình sửa, sai thì thôi mình không phản ứng. Nhưng mà vợ em thì hay bị tiêu cực là người đó đang nghĩ không tốt về mình hay là gì đó. Hai đứa không hay cãi nhau về vấn đề đó. Mà em mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Thì em mong muốn vợ em là bớt suy nghĩ tiêu cực đi, mình suy nghĩ thoáng ra, từ bi hỷ xả càng nhiều thì càng tốt. Rồi bớt nóng tính, bớt hét. Hiếu thắng phải không? Rồi, đúng rồi. Em muốn xã mình thay đổi điều gì? Dạ thì em rất là muốn và ông xã em thay đổi là bớt thức khuya lại. Lại sắp xếp thời gian làm việc, ngủ sớm một chút. Chỉ làm buổi sáng là dậy sớm làm cũng được. Tại vì em gần như là giờ mất đi cái cảm giác được hưởng buổi sáng luôn á. Đó là mệt. Ủa thức khuya nghe. Ủa tụi em là không, có định là đó. Năm nay là có anh bé không? Thầy nói là năm nay là tốt lắm cho hai vợ chồng. Rồi chút xíu để ông mụ ra tay. Thật ra tuổi 25 này còn nít lắm em ơi. Mà nít là cái đặc trưng đầu tiên của nít là hiếu thắng. Tại vì bây giờ là bạn đang ở cái thời kỳ bạn định hình về sự nghiệp, về cái năng lực bản thân á.
thì thành ra là bạn sẽ rất là khó chấp nhận cái gọi là cái áp đặt của một người khác cho bản thân mình. Thực sự ở cái tuổi này nó là như vậy á, chứ không có phải là gì. Nhưng mà khi mà qua cái bắt đầu cỡ chừng khoảng chừng 27-28 tuổi rồi á, bắt đầu đầm đầm, và nhất là khi mà có em bé rồi thì tự dưng mọi thứ nó sẽ thay đổi. Cho nên em yên tâm đi, coi như là năm nay cái gì có con là hợp, đúng không? Dạ. Có đứa con vô rồi tin chị đi. Xong thế rồi. Nào rồi là đầm thay đổi lại đó. Rất là ngộ. Ừ rồi đó, mũ mũ làm việc đi mũ. Thôi bây giờ dù sao thì cũng năm mới nha. Anh chúc cho các em vạn sự như ý nha, công việc hạnh thông. Mọi điều thuận lợi. Và đặc biệt nha, trong năm nay có tin vui. Trong năm nay có tin vui. Và có thể là cuối năm nay một bạn nghé con trâu vàng, trâu vàng. Một con trâu vàng. Nghé vàng con trâu vàng xuất hiện trong gia đình của các em. Trời ơi, cái mặt giống nhau quá. Trời ơi, phu mặt thê phu nè. Phu thê ha. Rồi, chúc mừng năm mới hai vợ chồng em nghe. Dạ. Giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Thành Hy. Năm nay em 34 tuổi. Công việc của Hy là gì? Công việc của em là vợ chồng em đang kinh doanh tự do. Rồi mời em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Hiền Vi, em cũng 34 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh tự do. Shop nhỏ của tụi em là shop Hy Vi ở 114 Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Thủ Đức nha mọi người. Nhưng mà bán cái gì nè? Dạ, shop em bán chăn ra gối, ngũ cốc và tinh dầu nữa. Trời ơi, gần nhà luôn, còn gần vườn quá. Bây giờ hai vợ chồng em, bây giờ kể anh nghe đi, coi như là hai em là quen nhau từ khi nào? Lần đầu tiên gặp nhau, hai bốn con mắt nhìn nhau có sạc tia lưu điện hay không? Ấn tượng gì về nhau? Dạ, tại vì tụi em bằng tuổi á, cho nên là tụi em học chung từ hồi cấp 2 rồi. Thanh mai trúc mã. Dạ, học chung từ hồi năm lớp 7 á. Nhưng mà em thì ấn tượng với bạn này thì phải cuối năm. Tại vì lúc đó là em làm ban cán sự lớp, em làm lớp phó. Nhưng mà có một cái là mấy bạn cán sự lớp là hay mắng vốn, là cái bạn trai ở phía dưới này là bạn không có chịu đóng tiền quỹ lớp. Dạ đúng rồi. Cứ chờ em phải xuống, em phải đích thân xuống em thu tiền. Thì mỗi lần em tới là em chỉ bảo là cho mình thu tiền quỹ là bạn đưa thôi. Nhưng mà không biết làm sao mà cứ cả năm trời, cứ mỗi lần cứ lớp mà thu quỹ hay thu gì đó là em phải xuống thì bạn mới đóng tiền. Thế là em có ấn tượng với bạn, nhưng mà ấn tượng cũng không có tốt. Tốt lại là ấn tượng không tốt. Hỏi bạn sao vậy bạn? Bạn cố tình vậy để cho bạn này đến thu tiền. Đó. Đúng không? Dạ. Hay sao? Em nhớ là cũng có đóng tiền quỹ, nhưng mà thường là em đóng cho tổ trưởng. Rồi tổ trưởng mới nộp lại, nhưng mà cũng có vài lần là em quên đóng. Nhưng mà nè, cổ giữ không? Trong lớp thì cũng không có dữ lắm. Còn ảnh thì sao? Ảnh năng động không? Hay là hiền? Dạ, trong lớp là em không ấn tượng gì tới bạn này hết á. Nhưng mà cho đến cuối năm đó, trong lớp tự nhiên không biết sao có phong trào hay sao, mấy bạn nam bạn gửi thư tỏ tình cho em. Cũng mấy bạn luôn chứ không phải một bạn. Trong đó có ổng. Dạ đúng rồi, trong đó có bạn này. Từ đó là em mới để ý tới, rồi tự nhiên mình thấy cái tên quen quen, mình hay đi thu tiền, mình đòi nợ rồi đó, mình quen. Xong rồi bẵng đi nguyên một cái thời gian cấp 3 thì tụi em cũng thư từ qua lại, nhưng mà lâu lâu hỏi thăm thôi. Nhưng mà còn học chung trường không? Dạ không, học khác trường rồi. Thì tụi em lại có những người bạn mà trung gian, cuối tháng 3 bạn mới mượn một cái dịp để đi thăm người bạn đi quân sự á, là bạn qua bạn đón em đi thăm. Chạy qua đến đó thì em nhớ là trời mưa, cũng lạnh lắm, ướt hết luôn. Cái là bạn mới bảo là Vi cho bạn mượn cái tay, thì bạn kéo cái tay qua ôm bạn. Rồi, chính thức. Từ đó trở đi là quen, chứ không có tỏ tình, cũng không nói câu gì hết, là chỉ vậy thôi. Rồi cái hôm mà em quyết định là em vòng tay bạn này ôm chặt lấy mình á, là trong đầu em nghĩ sao? Giờ tí dụ đi, ví dụ như em chắc ăn 100% chưa? Lúc đó là em cảm giác là rất là thích bạn này rồi. Coi như im lặng, một sự im lặng, và cái gọi là cái vòng tay đó là không không bị giật ra, đúng không? Thì sau cái đó là đến bao lâu rồi thì mới quyết định là đám cưới? Dạ 6 năm vậy. 6 năm sau. Em có qua nhà của Vi không? Em có qua nhà. Tức là bạn qua nhà, nhưng mà bạn chỉ kiểu là đưa đón, đi học không, rồi. Nhưng mà có vô gặp phụ huynh không?
Dạ không, bạn này được hàng xóm của em đặt tên là xe buýt di động. Tại vì cái thời dạ đúng rồi, cái thời mà em đi học á là đi học trên Sài Gòn á là toàn đi xe buýt không à. Cứ mỗi lần nói với ba mẹ là xin phép là con ra khi con bắt xe buýt đi học, ba mẹ khỏi lo. Mà cái hàng xóm qua chơi rồi này kia nói ừ thấy nó bắt ngay đầu ngõ đó, xe buýt chạy tới tới đầu hẻm mới là đón luôn. Xong rồi mình con gái mà nhiều khi ai cũng nói là ừ sao quen lâu mà họ người này được người kia đồn ra đồn vô mà cứ nó hối hoài à. Em mới vừa nói với bạn này thì bạn này mới về nói lại với ba mẹ mình, thì không ngờ là ba lúc mà được qua nói chuyện chơi thôi thì ba lại mời cả cô chú gì qua y như là làm đám hỏi luôn, bỏ rượu vậy đó. Dạ qua xong rồi cái ba em cái cũng vui vẻ quá không biết sao nữa, cái tự nhiên định ngày cưới luôn. Dạ thôi dạ cũng vui nhưng mà nó nhanh quá anh, đủ thời điểm rồi. Dạ. Yêu 6 năm rồi. Rồi bây giờ tụi em đám cưới là tới về hôm nay nữa là bao lâu rồi? Tới nay là được 8 năm. 8 năm. Rồi dạ. Có em bé chưa nè? Dạ rồi. Ủa nhưng mà bé là trai hay gái? Dạ con trai. Mấy tuổi rồi? Dạ 7 tuổi. Rồi trong 8 năm ở với nhau rồi, vậy thì bây giờ cái tật xấu của ảnh là gì? Tật xấu của ảnh hả? Nói chung là chắc em phải tóm tắt lại thôi. Tóm tắt lại. Dạ đúng rồi. Cái tật xấu đầu tiên á, nói chung là em thấy là giống như tính của anh á thì hơi gia trưởng. Nhưng mà bù lại á thì ảnh lại trẻ con. Tức là ảnh hay suy nghĩ theo kiểu như là việc cơm nước hay là con cái này kia trong nhà là việc của phụ nữ. Mặc dù là lâu lâu cũng có phụ vợ, nhưng mà tại vì tụi em mở tiệm á nên là đôi khi có bữa em nấu, có bữa không có nấu cơm mà ăn ngoài. Thì cho dù là cơm nước có chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, nhưng mà nếu mà em không có hâm nóng lại, hay là ví dụ như em không bận việc, em không ăn cùng một lúc á, là anh sẽ không ăn, anh nhịn đói luôn. Anh nhịn anh chờ, nếu mà có vợ mà bận việc á thì anh nhịn hoài vậy, đến lúc mà anh nhịn không nổi, anh đói quá, cái đầu anh quạo, anh nhắn tin. Anh nhắn tin anh la, anh rầy. Chờ giống mà... như là một bé trai lớn tuổi. Dạ. Chỉ có cái tật xấu đó thôi đúng không? Dạ không còn nữa. Tính của anh thì hơi cả nể. Đối với người ngoài á, người ta làm cái việc gì á mà có lỗi hay là chưa đúng á đều là có lý do của người ta hết, và ảnh đều có thể biện bạch cho người ta, bỏ qua cho người ta. Nhưng riêng đối với vợ á, vợ mà làm cái gì sai một cái là ảnh sẽ khó chấp nhận. Đôi lúc mình là phụ nữ mình cũng hơi bị ganh tị, tức là không phải là ghen, nhưng mà em sẽ hơi buồn và hơi cảm thấy ganh tị. Ừ sao lúc em làm như vậy thì anh lại trách em, mà lúc người ta làm như vậy thì anh lại có thể suy nghĩ được cái hướng tốt cho người ta. Và cả một cái cuối cùng nữa là từ lúc mà có con á thì tụi em mới quyết định là ngưng hết, tụi em ở nhà tự kinh doanh tự do. Bây giờ là làm thêm cả cái công việc, nói chung là cũng có lao động tay chân cũng nhiều, nên đâm ra là ảnh hơi cực. Thì chính cái cực đó đôi khi làm cho ảnh hơi cau có đó. Kiểu như là khi mà mình chi tiêu hoặc mình làm một cái gì đó thì nó sẽ ảnh hưởng. Ví dụ như thay vì như công việc văn phòng thì mình sẽ thoải mái hơn. Đó đôi khi nó cũng có là một cái áp lực cho em. Hai người bất đồng quan điểm trong cái cách mà hưởng thụ cuộc sống. Thôi chút xíu mình nói chuyện đó đi. Thì bây giờ sẵn đây là em mong muốn ảnh thay đổi điều gì? Phải là điều đó hay không? Dạ đúng rồi. Còn em đó, giờ vợ mình thật xấu gì? Thật xấu thì tính nóng. Nóng vậy... tính nhưng mà có bộc lộ ra ngoài đúng không? Nhiều thấy khi cũng đó. Thể hiện cái vẻ khó chịu ra và làm người khác cũng bị ảnh hưởng theo. Ví dụ? Chỉ là hơi xị mặt xuống thôi. Hơi xị mặt. Dạ. Có đập đồ đập đạc không? Cũng có nhưng mà trước giờ chỉ có một hai lần thôi. Ôi, dạ. Giờ hết rồi đúng không? Dạ, dạ. Dạy con á thì em thấy dạy cũng tốt nhưng mà hơi lớn tiếng, la nhỏ rất là nhiều. Cũng thích mua hàng online, nói chung là cũng chi tiêu thoải mái về cái khoản mà hay lướt Facebook và thấy cái gì hay là mua. Dạ, đặc biệt là đồ ăn. Dạ, cũng mua nhiều, cũng ép em ăn nhưng mà em ăn sao cũng không mập, mà cuối cùng vợ em là người mập. Sao láng luôn. Dạ. Dạ. Còn gì nữa không nè? Vợ em thì không có chân diện lắm, thì cũng hơi xề xòa chút. Em muốn vợ em sau này cũng thay đổi về ngoại hình chút xíu. Tại vì tụi em sống với nhau thời gian cũng rất là dài rồi, tụi em cũng cần một cái gì đó nó hơi mới mẻ chút. Xuân. Dạ. Em muốn vợ mình thay đổi điều gì? Dạy con á thì nói chung là bớt lớn tiếng xíu, để nói chung là em cũng sợ con nó bị ảnh hưởng. Bây giờ hai đứa đang ở trong một cái tình trạng là như vậy, một cái thói quen nó quá lâu. Hai bạn đều có một cái mong muốn nó rất là đúng, là bạn thì mong muốn là có một cái sự thanh xuân trong cái tình yêu như là tình cảm vợ chồng. Còn bạn thì lại muốn là mình phải tận hưởng cái cuộc sống này. Thì hai bạn đều có hai quan điểm rất là tích cực trong cái chuyện đó, mà hai bạn phải lưu tâm về cái mong muốn của đối phương của mình ở cái điều này. Yeah. Cái quan điểm của vợ em phải hưởng đi.
em đừng có để đến lúc mà mình có tiền mình không mua được sức khỏe của mình nữa. Thì trong cái việc mà em đồng ý với quan điểm của vợ thì nó kéo theo cái việc là cái điều em mong muốn là nó sẽ thành hiện thực. Có nghĩa là mình sẽ tìm được cái thanh xuân trong cái tình yêu của mình. Tự nhiên lúc đó vợ chồng cảm thấy ở nó cảm xúc nó sẽ thay đổi về nhau. Dạ. Thời gian này tụi em phải hưởng. Dạ. Nha cưng. Dạ. Thay đổi đi. Cố gắng. Thay đổi đi. Dạ. Rồi. Ủa rồi thằng bé đâu? Dạ. Thằng bé đi có dẫn đứa bé theo đúng không? Dạ có. Rồi mà lên sân khấu luôn. Ôi trai đẹp trai quá vậy. Vô giữa đứng nè, vô giữa. Con vô đây, con vô đây nè. Ồ. Con cầm cái gì đó? Con gửi quà tặng cho hai bác. Trời ơi, hai bác có quà luôn á hả? Để coi coi. Đâu đâu nè nè. Trời ơi. Con chúc ba mẹ mãi mãi hạnh phúc. Con chúc thế giới sẽ bình an. Con chúc ba mẹ không còn dịch bệnh corona. Dạ. Và đây là trái tim. Ừ. Trái tim có chữ vợ chồng son. Con là con tên là Đức Anh phải không? Dạ. Đức Anh vẽ này, Đức Anh có ghi cái bút ký của mình vô luôn. Đức Anh. Đây mọi người, đây. Rất là đáng yêu. Rồi bây giờ cái này gì đây? Cái này, còn cái này là món quà mà ba mẹ dành tặng cho ba. À, cái món quà này á là bé nhà của em á gọi đây là bằng chứng, tức là bình thường á là ba ha, ít khi nào thể hiện tình cảm với mẹ lắm ba, ý là có thể hiện nhưng mà ba hay kiểu như là hồi xưa là mẹ cua ba, chứ đây là những cái tấm thiệp mà những cái gì mà ông xã viết cho em á là em có giữ lại tới bây giờ luôn. Thì đây là con, hôm nay là con có bí mật con mang lên để làm bằng chứng để vạch tội ba. À, đây là ba là người cua mẹ chứ không phải là mẹ là người cua ba đây, đúng không? Yeah. Đây bà con coi nha, đây là tấm thiệp nha. I love you nè, có chữ I love you. I love you nè, còn happy Valentine nè. Đó. Trời ơi, rồi hình nữa nè. Đây là những cái kỷ niệm, kỷ niệm của Hy dành cho Vi. Dạ. À, phải quý lắm em ơi. Bạn này đừng có ảo tưởng là bạn này cua bạn nha. Dạ. Bạn Đức Anh nha. Ơi, hôm nay nhân dịp Tết đến là con đến đây thì con có món quà tinh thần nào để gửi tặng cho chương trình cũng như gửi tặng cho ba mẹ không? Dạ có. Con đã chuẩn bị một bài rap. Một bài rap luôn. Ủa hay quá. Con ra đây. Ra đây. Con ngay giữa luôn. Ba viết làm tặng cho con. Ba viết của hai, ba viết lời cho con luôn hả? Rồi. Wow. Bắt đầu. Cho ra ngoài. Đây đây, qua đây. J O Yeah. Hôm nay con đến đây kính chúc ông bà cô bác vui lây, vợ chồng son là chương trình thật hay, làm cho gia đình con như muốn bay 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 bay. Năm mới vừa sang, con kính chúc cả thế giới được nhiều hạnh phúc, corona sẽ không còn lúc nữa, mọi người bình yên sung túc. Hey, yo, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, 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 oh. Đó, yeah. Cái này là bên rap là vậy đúng không con? Ok, thay mặt chương trình vợ chồng son, chú Quốc Thuận cảm ơn con đã mang đến một cái món quà hết sức là ý nghĩa nhân dịp đầu năm mới nha. Chúc con học giỏi nha, mai mốt sẽ là niềm tự hào của ba mẹ. Chúc hai em sẽ luôn luôn hạnh phúc nha, luôn luôn vui vẻ và sống mãi bên nhau. Em tên là Tín Đặng Thương Tín, năm nay em 29 tuổi. Con có việc em hiện tại là gì? Dạ hiện nay em là nhà kinh doanh. Thì em kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Rồi mà em tên? Dạ em tên là Phạm Châu Vương Thảo, năm nay em 27 tuổi. À, công việc của em hiện tại là gì? Dạ công việc trước đây của em á là làm về quản lý một cái chung cư, và sau đó thì em cũng mới nghỉ việc trước Tết đây thôi để về hỗ trợ kinh doanh cùng với ông xã em. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Tình yêu hai bạn bắt đầu từ đâu? Ngày trước em là sinh viên thôi, cũng còn nợ hào môn vài bốn học mà không dám mở miệng xin tiền ba mẹ, nên là đành phải là đi làm thêm. Thì coi ở trên mạng thì thấy công ty anh này thời đó là đang làm về cái chương trình mà tuyển BG tiệc, thì em thấy là chơi làm có 2-3 tiếng mà tới 700-800 ngàn lận. Thì lúc đó em cũng rủ một em gái ruột của em để đi đến phỏng vấn cùng, chứ công việc đầu tiên đi mình sợ lắm. Rồi sau đó là chồng em phỏng vấn xong một hồi sau không nhận hai chị em luôn. Tại sao vậy Tín? Dạ tại vì tụi em là công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực event, một trong các việc đấy là cung cấp BG đi dự tiệc. Đấy cũng là lần đầu tiên em tuyển người, xong em phỏng vấn hai chị em xong thì em thấy rằng là hai chị em nhà này là rất là thanh khiết. Em cảm thấy là tại nhưng mà cái nghề BG thì nó khá là, theo em được biết nó khá là phức tạp. Cho nên là em quyết định không nhận hai chị em. Xong rồi là từ đó em cũng không có tuyển BG cho cái lĩnh vực đấy luôn. Là bỏ luôn. Dạ. Không nhận hai chị em. Dạ. Vậy thì làm sao hai người gặp nhau? Dạ, nó còn đường dài nữa. Sau đấy trong khoảng một tháng rưỡi liên tục từ ngày em gặp vợ em là em cảm thấy đây là tình yêu sét đánh của mình. Một cái người mà xinh đẹp, thuần khiết,
em nói suốt ngày em cứ nhảy động lên các bạn trong công ty của em là cô gái này mình mến mộ cô ấy quá. Sau đấy là em mời vợ em về làm công ty em luôn. Chuyện tình giữa sếp và nhân viên nó bắt đầu như thế nào? Dạ, thời điểm đó em cũng rất là quyết liệt trong việc kinh doanh của mình, tại vì khởi nghiệp mà. Em rất là tỉ mỉ trong việc quản trị các công việc của công ty. Em có giao cho các bạn bán hàng viết bài và trong đó có vợ của em. Vợ em viết xong gửi bài viết cho em thì em nói rằng là bài viết của em thì chỉ đáng giá là 3 điểm thôi. Em chỉ xứng đáng với những việc tay chân thôi. Còn đầu óc thì em không có. Lúc đó em như thế nào? Dạ, em bụp bụng. Trời ơi! Mạnh hơn không? Dạ, rất mạnh, rất đau và rất quê. Em có đông người không? Em đúng đó có đông người không? Dạ, tất cả mọi người, hầu như tất cả mọi người trong công ty. Tức là em không thể nào lường trước được cái sự việc là em bị tắt đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi em hối hận không? Dạ không, tại hầu như là em nhớ là tối hôm đó anh có về anh gọi cho em thì anh nói là em xin lỗi anh đi. Xong em cũng nói anh cũng phải xin lỗi em đi. Em nói là nghĩ sao anh, bài viết của em thì là đội marketing thì nói là chị viết hay quá. Mới có 1-2 ngày thôi mà hơn 1.000 lượt xem đọc qua bài viết rồi. Còn hôm này thì ông kêu là ông mà ông nói mạnh mẽ lắm, bài viết chỉ 3 điểm thôi. Em thì muốn nghĩ ảnh thì cũng muốn đuổi. Cũng cộng hưởng ghê. Cộng hưởng lắm. Thì khoảng 2-3 tháng sau thì em lại có công việc mới ở quận 7. Và anh tiếp tục công việc thì là một năm sau thấy cuộc gọi của anh Tính, là lúc đó em còn ghi là sếp Tính. Và gọi cái em cũng lưỡng lự là có nên bắt hay không. Em nói trời ơi, nay cha nội đi gọi làm gì đây. Xong rồi em cũng nghe, em nghe xong rồi cái hai người mới hẹn đi cà phê. Ủa vậy hả? Ủa? Sao lãng nhắc vậy? Lý do gì mà một năm sau em mới điện thoại lại cho bạn? Dạ, có lý do. Dạ, trong giai đoạn đấy là em theo đuổi vợ em hoài mà không có được. Sau đấy là em mới buồn quá, rồi em cũng kiểu như là em cũng lên mạng rồi chat chích. Rồi trong đó em cũng quen một bạn nữ, là tụi em quen với nhau được một năm. Dạ. Dạ đó, sau một năm thì em chia tay được vài tháng. Sau đó là em trong thời gian đấy cái nỗi niềm nhớ nhung về vợ của em hiện tại vẫn còn. Một ngày đẹp trời nữa là nó bung ra, chịu hết nổi rồi. Thì em gọi điện cho vợ em. Trời ơi, tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ. Được khoảng 8 tháng rồi. Rồi về ở với nhau, nó tật xấu gì nó lòi ra? Vỏ mộng thì không có vài vỏ mộng. Chỉ là thấy bất ngờ thôi là ông xã em quá kỹ tính, sạch sẽ. Và em có đặc biệt danh cho ông xã em là người đàn ông vô trùng. Vô trùng là sao? Dạ, tại vì là ảnh hở một cái là phải rửa tay. Và ở trên nhà em là xung quanh nhà là phải có xà bông Playboy á, khắp nhà luôn. Làm gì xong là cũng phải rửa tay, cầm điện thoại xong là phải rửa tay. Thì mới được đụng lên má anh. Tại vì em chơi nhiều khi em dở em hay sờ sờ má như vậy nè. Ngày trước quen nhau, yêu nhau thì em sờ bình thường. Nhưng mà sau này thì cầm điện thoại sờ, rửa tay chưa. Vậy là em bị gọi là cái hội chứng sợ bẩn á, đúng không? Dạ. Chị cũng có biết một vài người như vậy á. Họ sợ lắm, họ nhìn đâu cũng thấy vi trùng hết á. Rồi nếu vậy thì khi mà hai vợ chồng đi du lịch mà vô khách sạn thì cái nguyên tắc đầu tiên của em là sao? Thường em sẽ chọn những khách sạn mà nó nhìn sạch sẽ, phải kiểu như nó cao cấp á. Để mà em tới đó cho nó sạch sẽ. Rồi em cũng mang phòng chai xà bông Lifebuoy nữa. Rồi có câu chuyện nào về những chuyến đi du lịch mà lỡ quên đi cái chai xà bông? Cách đây hồi mùng 4 Tết thôi, là tụi em trước đó Tết là hai vợ chồng quyết định đi Đà Lạt chơi. Mà vì book phòng cũng cận quá thì lên booking á, thì là chọn cái phòng giá, em thấy cái giá đó rất là cao, 1.700.000 một phòng, nhìn chụp hình rất là đẹp. Nhưng mà khi đến nơi thì trời ơi, cái phòng nhìn nó rất là bệ rạc. Và sau đó thì hai vợ chồng vào đó được một xíu thì tối ngủ, thì trước khi ngủ thì chồng em có nói là em ơi, cái khách sạn này dơ quá, tối nay em đừng làm gì anh nha. Trời. Em đứng vậy được không anh? Trời ơi, tôi chưa rửa tay. Tín ơi, có thiệt không Tín? Dạ. Có nghĩa là em ở cho nó mấy ngày? Dạ, thật ra tụi em book tới 2 ngày. Nhưng mà vì dơ quá, 3 giờ chiều ngày hôm sau là về liền, không ở thêm một ngày nào nữa, bỏ luôn. Rồi còn câu chuyện nào nữa không?
Dạ. Và sau đó là thêm em phát hiện thêm là ngoài sạch ra thì là còn thêm một cái nữa là rất là phải ngăn nắp đến nỗi tại vì bây giờ tụi em dời cái văn phòng của tụi em về nhà luôn rồi, nhà riêng của hai người để làm công ty luôn, thì là ảnh cứ đi vòng vòng, ảnh cứ thấy nhân viên mà để cái đồ đó ở đâu lâu quá là ảnh lấy em giục giùm người ta luôn. Tính ra thì cái có khi nào mà em ngứa mắt mà em ngứa tay mà em giục lộn một cái món quà kỷ niệm của một ai đó không? Dạ có, nó cũng nặng lắm. Đầu tiên trước khi em kể này là em xin lỗi những cái người thân, những bạn hữu đã ký tặng em trong cái đám cưới của em. Nhà hàng có chuẩn bị cho bọn em một cái khung để mà người ta ký tặng á. Dạ, sau đám cưới em đoán là vợ em không bao giờ đụng tới cái đó, em mang em vứt luôn. Em vứt luôn xong cái về và vợ em hỏi cái đó đâu, cái xong vợ em khóc quá trời. Em chỉ khóc thôi hả, chứ em không có phản ứng gì sao? Dạ thì em khóc em cũng giải thích cho chồng em nghe. Chứ giờ bây giờ tại vì cái đó cũng là tại vì ông xã em giục khi nào em không biết nữa, chứ nếu mà em biết em cũng sẽ chạy đi em tìm để em lấy về. Nhưng mà còn cái nào nữa không, còn cái nào nặng đô nào nặng đô dạ, nữa và không? Sau đó là thêm mới đây nữa là giục cái cuốn lịch để bàn mà có in hình cưới của vợ chồng lên đó luôn. Xong cái em dở ra em hết hồn luôn, em kêu ủa cái này sao nó nằm ngoài bãi rác không, em điên lên. Xong em về em sẽ lẳng lặng, anh đang ngồi bàn làm việc, em lẳng lặng em để cuốn sổ và em nhắn tin, đây là lần thứ hai và muốn là lần cuối cùng anh giục những cái món đồ của Trung. Và đây thì em sẽ liệt vào cái danh sách là không chấp nhận được. Dạ. Rồi tính tính vợ em có tật xấu gì không? Thảo. Dạ xấu. Vợ em thì từ nhỏ thì đã được đi lượm ban tennis ở đi cùng với ba để lượm ban tennis, cho nên là vợ em có bóp dáng cũng khỏe khoắn. Nhưng mà vợ em thì hay đau gói, kiểu như là bị cái gì em nhỉ? Viêm khớp dạng thấp á. Cho nên là em thì là người sống với tầm nhìn xa, em nói vợ em là hãy đi tập thể dục đi. Và em thì đã tiết tiền một lần là vì mua cho vợ mấy năm tập thể dục mà vợ mới đi được có mấy ngày à. Vì vợ em là lười tập thể dục tại vì vợ em ham ngủ nướng. Dạ. Còn một điểm nữa là không có ngăn nắp, là quần áo là trong cái tủ đồ là nó kiểu gần như đống rác á. Dạ dạ. Nhưng mà thật ra em cũng quan sát bản thân là cái này là mình phải bù trừ với nhau. Khi quan sát được vợ em như vậy, em quan sát lại em là có thể là quá khắt khe với bản thân mình, hãy thả lỏng mình ra một chút. Dạ đó, cho nó nhẹ nhàng hơn. Thảo, em dạ. Mong muốn tiến thay đổi điều gì? Em thấy những cái tật xấu đó của chồng em thật ra nó cũng tốt chứ không phải là xấu gì. Nếu như mà mình không thay đổi được người khác thì mình cũng phải thay đổi chính mình để hòa nhập. Dạ, để hòa nhập. Và thật ra là cái thay đổi đó là theo cái hướng tốt chứ không phải là hướng xấu, nên thật ra là cũng không có gì là mà dạo này còn giục đồ nữa không? Dạ thì giục thì em biết là chắc sau này vẫn còn á, là thói quen rồi, tức là dạ, giống như nhìn cái gì bừa bộn là không chịu được. Nó bị sai cái quỹ đạo một cái là phải giục. Dạ đúng rồi đó. Còn tiếng thì mong muốn Thảo thay đổi điều gì? Nếu mà có thay đổi gì thì gì? Ghét không? Dạ thì chắc là em chỉ hy vọng vợ em có thể yêu thương mình nhiều hơn bằng cách là rèn luyện tập thể dục. Tại vì khi vợ tập thể dục nhiều, vợ khỏe, vợ sống với em lâu hơn và chăm sóc em nhiều hơn. Dữ dội không? Ôi dễ thương, dễ sợ luôn á. Thôi, dạ. Chúc cho hai vợ chồng luôn luôn vui tươi, đáng yêu, dí dỏm và duyên dáng như thế này mãi mãi. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. Em tên là Lan Tài, năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp của em là chụp hình với lại làm thẩm mỹ. Wow. Dạ, còn em là Đinh Thị Huỳnh Như, 28 tuổi và em làm giám đốc công ty của mỹ phẩm. Tài với Như là hai bạn quen nhau như thế nào? Dạ, vợ chồng em lúc đầu là hơi khắc khẩu, có một cái ấn tượng không có tốt về nhau. Là bạn này rất là chảnh, mà em là có một người bạn dạng như kiểu là hơi bd vậy đó. Thích bạn này lắm, kêu là Như có thằng này nó đẹp trai lắm, mày ra mày coi mặt giùm tao là ảnh rồi là cho ảnh nha, chứ không phải là dành cho mình nha. Cái ra ảnh kêu đây nhìn đi, cái anh này anh chảnh lắm mà ảnh lại kiểu không thích con cái kiểu khác phái như vậy. Cái ra ảnh ngước mặt lên trời nè, lúc đó nhục mà chưa, tình cờ bạn đó vào quán kế bên nhà em ăn thì giống như là cũng
đụng mặt nhau thôi, thì mình nghĩ là bạn này đã chảnh từ xưa rồi nên mình không bao giờ nhìn mặt. Ai ngờ anh ấy lại thích mình, ảnh lại để ý, lúc đó ảnh chia tay bạn gái lại để ý. Thế tại sao em đã thích bạn này từ lúc nào mà để sau khi mà em chia tay với bạn gái thì em lại quyết định đến để mà không, cái lúc đó là chia tay chưa? Lúc đó là đã chia tay bạn gái rồi. Thì đó em mới tìm hiểu. Em cũng có đi chơi với lại bạn của em ở bên kế bên cái nhà hàng của bạn này, là bán giống như quán cơm ăn bình thường. Ăn mấy ngày sau bắt đầu mới thấy là chiều nay bắt đầu khoảng chừng giờ 6 giờ mấy tới 7 giờ là gặp cô này ở trong quán, giống như là vô cái sổ sách gì đó, xong cái đi vòng qua bên đây đi mua shop quần áo ở kế bên 2 căn. Thì ủa mà sao kỳ vậy ta? Có phải là không biết là mình thích cổ, biết là mình thích cổ hay là sao, hay là sao mà cứ chiều là cứ đi mua đồ hoài, cứ lạng qua lạng lại hoài thôi, mua đồ hoài, mình thì ăn cơm hoài. Bây giờ mình mới thấy, mình nói nhỏ này hồi xưa mình ghét, mà bây giờ cái nó sao thấy nó dễ thương quá vậy ta. Là lúc đó là kiểu là mình ghét, nhưng mà mình giống như mình cố ý mình cua để bỏ ghét luôn. Là đó em đó không? Đúng rồi, sau đó mới hẹn đi ăn. Thì bạn này á, là nhà em là bán quán đêm, bán tới 4 giờ sáng lận. Thì bạn này cũng hẹn em là đi sáng anh sẽ qua rước em và đi ăn với em. Nó ok, cứ đúng giờ sáng, 4 giờ sáng lại đi, thì đi thì được thì đi. Mà em biết chắc chắn là không ai thức được tới giờ đó hết. Thì sáng đó cái hả, ảnh cũng ngủ, ảnh im re luôn. Em về em ngủ luôn tới 10 giờ sáng. Anh giật mình, anh dậy nói trời sao em không nhắn tin cho anh gọi hồi. Anh nói thôi gọi chi, để em ngủ. Là anh tức lắm rồi, nó là con nhỏ này nó quá chảnh đi. Cái anh cũng tức. Cái xong tối đó anh hẹn nữa, anh mới hẹn là tối nay 4 giờ sáng anh sẽ qua em. Em nói ok thì cứ qua được thì cứ đi. Cái xong rồi ảnh mới đúng 4 giờ sáng ảnh có mặt trước cửa tiệm. Thì lúc đó mới là lần đầu tiên đi ăn. Chiều ngày hôm đó trước khi em đi làm là ảnh qua ảnh đón đi vòng vòng chơi, đi ăn đi uống này đó. Là lúc đó tụi em mới là tìm hiểu nhau. Nói chung là câu chuyện của các bạn nó bắt nguồn từ ghét nhau, chảnh anh chảnh chị. 49 gặp 50 đó, chảnh anh chảnh chị. Ủa Tài, em năm nay là hai mấy? 26. 26, bạn này nhỏ hơn em 2 tuổi. Mà em kể anh nghe, lúc mà mới quen lại nhà em, mẹ em nói trời cái ơi. Cái ấn tượng đầu tiên mà giống như là em lên đón bạn này, cái bữa sau mà nói là bữa sau mà sau cái bữa em ngủ á, thì em tới như cái quán ở đây thì em đứng ở ngay đầu đường thôi. Xong cái mới gọi là em ơi, anh tới rồi mà anh đứng ở ngoài đầu đường này nè. Nên là thôi anh chạy vô đây đón em luôn đi. Thì mình mới chạy vô, thì vừa chạy vô cái cũng không có biết là gặp mẹ của bạn ấy nữa. Cái bạn ấy đi về không, cái mẹ bạn ấy nói mày nói trời Như, sao mày quen ai mà nhìn Nikolai nhìn nhỏ hơn mày nữa vậy Như. Cái mình cũng hỏi ủa anh sinh năm mấy, mình cũng phải đính chính lại giùm. Cái nói là sinh năm 91 bằng tuổi mà. Cái mình cũng nói có mẹ ơi bằng tuổi mà, tại vì mặt nó trẻ thôi. Thì mình nghĩ là như vậy. Lúc mà giấu con 3 năm trời, em cũng hơi dị đoan, hay đi câu bói cũng xin nói là sinh năm 91 rồi làm bát bo ảnh cũng giấu. Ảnh cũng giấu cái bát bo của anh đi và làm thi bằng lái xe, nói chung là giấu tất cả thông tin luôn. Có đợt về nhà nội của Tài chơi thì bà nội thì hơi là kiểu lớn tuổi rồi, nhưng mà bà nội rất là minh mẫn. Bà nội hỏi là kiểu hay là ủa Tài sinh năm 9 tuổi con gì. Cái em hiệm lẹ miệng nói dạ Tài tuổi con dê. Tôi nói không, nó phải tuổi dê đâu, nó tuổi gà đó. Không có đâu nội, nó không có đâu. Tài tuổi dê, Tài tuổi một con mà. Cái bà nội mới nói là không, nó tuổi gà. Cái mình mới dằn xuống mà nó xạo, chỉ có thằng này nó xạo thôi, chứ không thể nào là nó xạo được. Cái mình cũng im, mình lên là có ảnh đó mà ảnh cũng cười im ảnh đơ. Em đi xuống dưới tôi, em đi xuống phòng dưới đất á, em mới mở, em lục cái chứng minh dân ra, em cầm lên, em quăng. Kỳ gì, sinh năm 93 là sao? Kỳ vậy, nó có gì đâu mình phải giấu vậy. Cũng gần cưới rồi. Cái lúc mà ngày tụi em cưới nha, mẹ mới hỏi là coi nó ngày mấy tháng mấy để đi coi ngày. Dạ xin cái nói ngày tháng, nó sinh năm 91. Cái gì? Sinh năm 93, em nói sinh năm 93. Cái mẹ nói cái gì? Nó sinh năm 93 là nhỏ mày 2 tuổi rồi hả? Đúng rồi, nó nhỏ 2 tuổi. Mẹ đó là mẹ ơi. Tại vì ba em cũng nhỏ hơn mẹ em 2 tuổi. Đó. Mẹ không có thích cái chuyện đó, nó tái hiện lại với cái thế hệ sau. Nhưng mà rồi nó cũng dính. Nghe nè, hai tụi em quen nhau rất là vui. Dạ. Nhìn trẻ trung như thế này chắc đâu bao giờ giận hờn nhau đúng không? Có chứ, cũng có tụi em á là em bị giận nhiều đúng không này? Cũng có, hai đứa em cũng gây lộn với lại giận nhau. Mà mỗi lần giận nhau thì ai là kèo trên? Bạn này là kèo trên. Bạn này là nóng tính với lại cái miệng lớn cho nên mỗi lần mà gây lộn á là em tìm cách nào cho nó đừng có nói nữa rồi. Bịt cái miệng ra thôi. Mà lần nào bịt cái miệng vô thì hồi đó là
không biết là có thương em hay không nữa, mà lần nào cắn vô cũng chả máu rồi xịt mỡ hết ở đây rồi tới đây rồi ở đây xịt mỡ nữa thấy ghê. Mình đang nói mà đưa cái tay vô mà anh biết nó sức đàn ông mà nó siết mình vậy nè. Trời ơi, em hả đang nóng mà đưa tay vô em cắn một cái phịch một cái em nói anh máu mỡ gì mà nó lôi ra. Mỗi lần nó đánh bạn này về mà bạn này mà có việc nhà đúng không, là má mi gọi má mi cứ là hiền, má mi giàu em cứ là hiền, nó hả mỗi lần lúc mà cưới cũng vậy, nó như ơi đừng hiếp Tài nha, Tài nó hiền lắm, tội nghiệp lắm, đừng đánh Tài nha. Dạ bác ơi, bác coi xong bác cũng thấy được con dâu bác rất hiền. Nhưng mà thời gian đầu thôi, lúc đó hả mình giữ bao nhiêu mình ác bao nhiêu, đến bây giờ là mình phải trả lại, bây giờ là phải chiều lại hết tất cả những cái giống như là biết bao nhiêu cái lỗi lầm của mình ngày xưa mình đánh ảnh, là bây giờ mình phải chiều lại. Sợ anh ăn không được, sợ anh ngủ không được, sợ anh không vui, nói chung là chiều cảm xúc của anh nhiều lắm. Rồi hai em lấy nhau là bao lâu? Dạ tụi em cưới nhau được khoảng 1 năm 1 tháng rồi. Bây giờ cho phép em, đây là hôm nay là nhân cơ hội này em được quyền kể xấu vợ mình đó. Không sao đâu, cô em có thật xấu gì không? Bả có cái là nóng tính với lại hay ghen. Thì trong máy điện thoại của em lúc đó thì giống như là có hình với lại mấy người bạn gái cũ mà cũng có đủ mà, luôn á anh. Có đủ mà không có đủ không có xóa không luôn. Xong mới hỏi là vậy thôi anh còn ai nữa không, anh kể em nghe hết luôn đi. Cái gì thôi bỏ thôi xóa luôn đi. Cái mình cũng tưởng thiệt, cái mình cũng kể cho thêm 1-2 người nữa. Trời ơi, cái biết thêm một người nào là sau đó nghe xong hết đúng không, bắt đầu nghe xong hết bắt đầu chửi xối xả luôn. Mày phải xóa hết hình trong điện thoại với lại trong máy vi tính của mày nha, tao không muốn thấy một cái hình nào mà của mấy nhỏ này trong máy nữa. Thôi bây giờ xóa chưa? Xóa từ dạo đó. Yeah. Xóa rồi à. Em còn tật xấu mà. Cái tật xấu mà nhất của vợ em á, nó là hậu đậu với lại đụng vô cái đâu là đổ bể đó. Giống như mà đi ăn với bạn bè hay là cái gì đi thì giống như đồ ăn lên hay cái gì đó hay là nước tương nước đồ gì đó là cái là bình thường không sao nha, cái bạn vợ mà đụng vô cái là đổ nước tương hay là vô trong bar đi lớp ngồi chơi cái ly rượu nó đã không sao, cái đụng vô cái là bể liền. Vui luôn cái tật xấu của chồng em. Chồng em có cái rất là ghiền game. Một ngày mà chồng em không bấm điện thoại là chồng em có thể chết. Có một cái đợt nào á, bạn ấy thích một cái game gì đó, là mỗi lần đang đi công việc hay là đúng cái giờ đó, trong một tiếng phải có 5 phút, 10 phút bạn nó phải bấm game, là đang đi là đúng giờ đó là phải đứng lại bấm game. Dù bất cứ ở đâu. Bây giờ giữa mê game với mê gái thì tất em nhiên, cho chọn cái nào? Thì tất nhiên phải mê game rồi. Được cái từ cái lúc mà lấy em tới giờ thì bạn ấy không có một cái lỗi lầm nào với em về chuyện những bạn gái mới, gái cũ gì đó, không có lỗi lầm hết. Được chỉ được cái gì thôi. Em nói là cái bất cứ cái gì anh chơi cũng được, chỉ có cái chuyện đó là em sẽ không bao giờ bỏ qua, không tha thứ. Còn bất cứ chơi game hay bất gì thì em giận thôi chứ em cũng sẽ bỏ qua thôi. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Tài mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em muốn vợ giống như là bớt nóng tính lại thôi. Vợ em chỉ có cái mà nóng tính là nó sẽ giống như là con người thứ hai xuất hiện ra vậy đó. Có thể là do vợ em cung sư tử cho nên khó kiềm cái tính nữa. Nóng lắm, chồng em cung dễ thương lắm, cung song ngư. Song ngư, cung yếu đuối. Chồng em là chồng cung yếu đuối, đúng còn rồi, em phải hỗ trợ qua lại chứ, rồi, bù trừ hỗ trợ. Nhìn còn Như dạ. Như mong muốn Tài thay đổi điều gì? Thì em bây giờ hiện tại thì em thấy những cái em mong muốn thì Tài cũng đang thực hiện được, có nghĩa là bớt chơi game lại, với lại bạn ấy giờ là biết sắp xếp được là công việc, sau đó là cho em đi chơi, sau đó bạn mới chơi game thôi. Còn ngoài ra thì dạo này thì em cảm thấy nó cải thiện tốt rồi. Thực ra với cái bản tánh, với cái người mà có cái gọi là nãy em nói là cái cung gì đó, cung sư tử với lại cái khí chất của người ta nó là như thế rồi, thì cái việc mà để cho Như sửa chữa cái việc mà nóng tính đó thì nó phải nói là nó rất là khó luôn. Thì thành ra là bây giờ còn trẻ thì mình còn ví như mình những cái lúc mà chẳng hạn như cơn mà mình dằn được á, hoặc là mình lên cơn đó mình nóng mình lướt được, chứ mốt mình lớn tuổi đó mà những lúc như vậy á, là huyết áp liền, hoặc là những cái bệnh lý mà về sinh học của mình á, là nó sẽ làm cho cái sức khỏe hoặc là ảnh hưởng liền. Chỉ mong là tụi em sẽ tìm được một cái giải pháp trong cái tính cách của vợ em, đúng không? Dạ. Để chắc mà tụi em hạnh phúc thôi, đúng không? Dạ. Em còn rất trẻ. Chào em.